Mời Vương Rai, chào Vương Rai. Vương Rai chào anh Tô Quang, Vương Rai chào Trung, chào Hết, chào diễn đàn, chào cả nhà. Cái ánh nhìn chúng ta thực tế thế này nè Vương Rai nè, bất cứ cái gì cũng vậy, chim thì luôn quay về tổ đúng không? Người dân Việt Nam chúng ta cũng vậy, dù sinh sống ở bất cứ ở quốc gia nào, bất cứ ở đâu cũng vậy, thì cái điều mong muốn của họ khi về già đó, thì tôi quan tin chắc rằng là họ luôn muốn quay về Việt Nam để sinh sống, tức về quê hương á, về quê cha đất tổ đó, đúng không? Thì có gì đó thì cũng gửi nắm cho tàn lại cái ngay cái nơi mình sinh ra, chôn nhau cắt rốn thì nó vẫn hay hơn. Rai có ý kiến vậy à? Hình như là việc Rai thấy như thế này, anh Thế Quang nói đúng là bất cứ ai đi đâu cũng vậy đó, ở bất cứ chỗ nào ở cái thế giới này, đi làm ăn kiếm miếng ăn hay này kia kia nọ lưu lạc ở đâu không biết, nhưng mà khi mà đã con cái lớn lên hết rồi, coi như là tới tuổi về già rồi đó, tới tuổi mà về hưu rồi, bắt đầu nhìn lại ai cũng muốn về lại cái quê hương mình hết đó. Đúng rồi, Việt Rai thấy hình như là tại Việt Rai nói đúng ra là thì anh chị em biết Việt Rai sống ở bên này, thì Việt Rai thấy cái hoàn cảnh nó rất là nhiều, thấy rất là nhiều. Nhưng mà có nhiều người á, họ vì hoàn cảnh. Thí dụ như Việt Rai thấy cái trường hợp này là nhiều nhất nè. Gia đình người ta, thí dụ như con cái qua đây, xong rồi sau này á, bảo lãnh cha mẹ qua. Thì cái này là trong trong cái người bạn thân của Việt Rai luôn nha. Cái này thì Việt Rai cũng xin lỗi... nhưng mà cái thằng bạn này bạn thân bạn nhậu Việt Rai từ xưa đến giờ lâu lắm rồi, nhưng mà Việt Rai không có nói tên đâu thôi, nhưng mà nó như thế này là anh này là ảnh ở Sài Gòn, ảnh ở quận 11, ảnh đi qua Mỹ đâu những năm 89-90, rồi ảnh quen với cái chị này, thì cái chị này quê chị này là Bảo Lộc, ở Bảo Lộc thì Việt Rai có ra ngoài đó chơi mấy lần. Trời ơi, ra ngoài đó chơi cái là sáng đi uống cà phê, ây da, nó đẹp, dễ sợ đẹp luôn. Từ thời tiết cho tới cảnh đồ này kia, ngoài Bảo Lộc nó có đồi, núi, đồ đẹp lắm. Thế quay, quay lại câu chuyện là sau này nè, thì bên nhà hai hai bác có, để coi, có ba người con gái, một người con trai. Thì cái người con gái, bốn người con gái, một người con trai. Thì sau này cái bác ổng, cái thằng bạn của Việt Rai á, nó lấy cái chị, cái người con gái giữa giữa, cái chị này là cũng là không phải là thứ thứ hai nhưng mà cũng thứ ba kế. Thì sau này cái qua đây cái cũng quen biết, rồi chị cũng giới thiệu cho bạn, rồi cũng về lấy thêm người nữa. Rồi ổng ở bên kia ổng cũng lo tới lo luôn, sao thì cuối cùng câu chuyện là tất cả đều có chồng Việt Kiều hết. Có người bên Úc nữa. Thì theo anh Thái Quang với anh chị em biết sao không? Ổng đã lo cho mấy chị em đi hết. Mà cái anh con trai á, cái thời gian sau này ảnh không đi đâu hết. Ảnh ở nhà. Ảnh nói ai đi đi chứ giờ em lấy vợ rồi, em có vợ. Em có vợ rồi, em ở Việt Nam. Mình về bến mình ra ngoài nhà mình thăm mình chơi á, mình nói nên cái anh này là cái anh thông minh nhất nè, ai đi đâu đi ổng cứ ở Việt Nam. Rồi anh Thơ Quang ảnh ở Việt Nam, anh Thơ Quang biết sao không? Thì cái trường hợp này đó, mình về mình thấy hai bác ông già bà già coi như là cũng là làm nông hồi xưa rồi, cái sau này đất ngay chỗ trung tâm Bảo Lộc luôn, mà nó không phải là nó ở ngoài cái mặt tiền đường lớn mà mình đi ngang đi qua đi lại, mà nó nằm xích vô trong tí xíu, nó nằm xích vô trong tí xíu, nhưng mà từ đó chạy ra trung tâm Bảo Lộc có mấy phút thôi. Nhưng mà hồi thời xưa nó là đất rẫy, rồi cái bây giờ anh Thái Quang biết không, càng về sau này người ta càng càng phát triển, người ta càng làm thôn sớm, cái từ từ lên thành nhà phố, rồi đường nó bắn qua bắn lại tùm lum hết. Anh Thái Quang biết sao, nguyên cái miếng đất của ổng bự làm rẫy bự vậy đó, sát núi đẹp lắm. Thì người ta làm một cái con đường
bắn ngang một cái tự nhiên cắt miếng đất ổng ra làm hai, làm hai bên dòm qua dòm lại miếng đất ổng tự nhiên hai Ờ, hai bên mặt tiền. có mặt tiền Hai luôn. mặt tiền. Nó đẹp, khá là đẹp cực kỳ. Ồ, nó đã chưa từng thấy mà nó trời ơi giờ vậy là cứ thế mà hưởng. Rồi cái mở ra làm ăn buôn bán đồ đủ các kiểu. Cái ổng lo cho mấy đứa nhỏ đi đi hết lấy chồng lấy vợ thì bắt đầu tụi nó mới rỉ tai ổng bả. Tụi nó nói thôi bây giờ lớn tuổi rồi, ba mẹ ở bên đây làm gì nữa, thôi qua đây sống với tụi con có cháu. Ồ mẹ mình á thì mình khuyên ổng bác không nên đi, bác ở đây đi, bác thấy không, ba mẹ con ở bên đây mấy chục năm, bây giờ ổng bả đi về, ổng bả hưởng ở bên Việt Nam, ổng cái tuổi già ổng bả rất là an nhàn thoải mái, bây giờ bác đi qua đây đi. Nhưng mà nó khổ con cái người bên kia thì lại một hai là phải đòi qua đây, còn cái người bên đây họ thấy được, họ biết được, họ nói thì người bên kia họ họ không tin. À, nó khốn khổ vậy. Có nhiều khi mình nói người ta lại nói mày dành hết cái sung sướng ở bên đây mày không cho tao đi làm sao vậy đó. Đó thì nói chung thì gia đình thì mấy 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 chị em gái ở đây là gom lại bắt đầu rỉ tai ông bà già, giết tụi nó cũng có quyền lợi, tụi nó bây giờ tụi nó không có về nữa, tụi nó có chồng ở đây rồi, có con ở đây rồi, thì tụi nó nói thôi bây giờ bao nhiêu đất đai đó ba mẹ bán hết, bán hết qua đây để cho con tụi con làm ăn chứ. À, lấy tiền qua. Ông bà cứ nói là bây giờ tao cắt mớ đất này cho đứa này, tao cắt mớ đất kia cho đứa kia, đứa nào cũng có phần hết rồi đó, đứa nào cũng có phần hết rồi, thì đứa nào nghe thì cũng đúng. Nhưng mà cuối cùng nó nói thôi bây giờ cái phần đó tụi con đâu có về, bởi tụi con đâu có làm gì được, thôi bây giờ ba mẹ cắt ba mẹ bán hết đi rồi đem tiền qua đây cho tụi con. Qua đây tụi con lo hết. Cái ông bà bán hết. Thằng con trai nó nói bán gì bán, nhưng mà cái miếng đất của con thì cứ để y chang đó cho con, thấy không? Phần Anh của kia con đúng không? Phần của con. phần đứa nào ra đứa đó, anh kia ở bên đây thì hưởng cái miếng đất ảnh làm ăn, đem đất qua đây hết, đem tiền qua đây hết, rồi cuối cùng hai bác cũng đi luôn, mấy đứa bảo lãnh ông bà qua đây luôn. Mà anh Thái Quang biết không, qua đây rồi thì cái bữa có một lần đó có tiệc bạn mình, cái anh bạn mà Việt Vai nói là chơi thân á, mời xuống chơi ăn tiệc chơi, thì mình cũng xuống dưới đó mình chơi, xuống chơi gặp ổng bả, trời ơi ổng gặp Việt Vai ổng mừng, ổng gặp ổng mừng mà ổng đang ngồi nhậu với mấy cái bàn của mấy lão tướng lão thành lão tướng gì đó mấy ông già lớn tuổi không á. Ổng ngồi nói chuyện sơ sơ xong ổng bỏ, ổng chạy qua đây ổng ngồi với Việt Rai, tại vì ổng thích Việt Rai lắm. Mỗi lần mình đi về bên kia mình hay nói chuyện với ổng, rồi mình nhậu với mấy ông bác già, mấy ông bác lớn tuổi không à, nhậu với mấy ông già đó mấy ông khoái lắm. Mình nói đúng ý của mấy ổng về đất đai hay là làm ăn rồi kia, mấy ổng nghe mấy ổng kết, rồi qua đây cũng vậy, rồi ổng cũng biết mình rồi, ổng nhảy qua ổng nói chuyện với mình rất là vui đó. Ổng mừng ổng nói thôi giờ bác qua đây rồi mà, cái bắt đầu Việt Nam nói trời ơi sao vậy bác qua đây bác chơi hay là bác ở luôn. Ổng nói lực bất đồng tâm con tao đấu không lại tụi nó luôn. Ổng ổng đâu có dám nói cho con ổng nghe đâu, ổng nói mà ổng cứ liếc liếc cũng giật giờ, ổng sợ mấy đứa kia nó nghe, mà ổng ngồi ổng nói mà nước mắt ổng rưng rưng á anh Thơ Quang. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ồ mà tại vì sao, tại cái Mình lúc hiểu. đi mới qua đây á thì nó còn vui, nó còn vui vẻ, rồi Việt Ray đã nói rồi, bước chân qua đất bên đây á nó được cái thời Đúng gian rồi. đầu ai cũng khoái hết á, thời gian đầu phải nói là từ người lớn cho tới người trẻ ai cũng thích hết á, nó vui, chỉ có Lạ ăn với lắm. chơi Lạ lắm. lạ lắm. Đi tới nhà đứa này đi tới nhà đứa kia, rồi đứa này dành để con chở ba mẹ đi chơi ở đây, xong rồi cái tờ về cái lại tới đứa kia để con chở ba mẹ đi chơi chỗ nọ, cứ là chơi thôi. Rồi bắt đầu qua cái thời gian đó rồi bắt đầu hai ông bà già mới thấm cái cảnh mà mùa đông mùa hè gì không cần biết, mà con cái nó đi làm nó bỏ mình ngồi ở nhà, đi ra đi vô hàng xóm thì nó đóng Cô độc. cửa kín mít, chả ai nói chuyện được với ai cả.
Rồi không những vậy, nó chở con đứa nào mà ở xa thì nó còn mấy đứa ở gần nó chở con nó lại, nó quăng ở đó cho mà coi, bắt đầu coi con cho nó. Rồi lúc vui thì cũng nói, lúc buồn nó cằn nhằn, nó bắt đầu trong nhà nó lại có chuyện à, bắt đầu tuổi thân, mấy ông bà già tuổi thân qua đây thấy tội nghiệp lắm. Thì ông ngồi nói chuyện với mình mà ông rưng rưng á, ông nói thì bây giờ mày thử mày nghĩ coi, tụi nó nói thôi phần của nó thì bán đem qua cho nó, thì đem qua tụi nó muốn làm gì tụi nó làm, bây giờ á bác qua đây bác phải dính ở bên này rồi, bắt đầu có về bên đó được nữa. Thì xong cái Bán hết rồi. Việt Nam mới hỏi vậy sao bác không chừa lại tí nào sao, nó bán hết đi rồi chừa làm gì, tao bán hết. Trời ơi Việt Nam nghe mà tiếc, em nghe mà em tiếc Đau chưa đớn. từng thấy luôn. Em nói trời ơi sao mà tiếc vậy, sao mà bác phải bán hết, thì bây giờ về á là chỉ có ở ké nhà thằng con trai thôi. Đúng rồi. Hên còn anh con trai, nói sau này mà bác về thì bác chỉ ở nhà con trai thôi, nhưng mà thì cũng ở tạm thôi, chứ còn nó cũng còn gia đình mà, anh thấy quan hiểu không? Đúng rồi. Thay vì người ta chừa lại một miếng cho hai vợ chồng già mình, mà lỡ mà có cái gì hết có đẩy ra đường đi nữa thì về Việt Nam tao cũng còn một cái chòi lá của tao. Đó thì thấy bây giờ lâu lâu gặp lại thấy nhiều, thấy ánh mắt xa xăm lắm, thấy tội nghiệp lắm. Rồi Thường như những cái hoàn cảnh mà Việt Ray lâu lâu đi chợ Việt Nam, Việt Ray thấy nè, ví dụ như con cái rồi nó chở đi đi chợ, nó vô đi chợ nó để ông già hay là bà già ngồi ở ngoài chờ, mà thấy ngồi mình nhìn cái là mình nói rồi, bác này bảo đảm bên Việt Nam mới qua chắc cũng không lâu mà cũng trên dưới năm đây đây,